Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S-Channel và trong ngày hôm nay 23 tháng 5. Nhưng mà trước khi đến với những tin tức của ngày hôm nay thì hãy cùng mình tổng hợp lại những ưu đãi hấp dẫn và không thể bỏ qua có trong ngày nhé. Torano là chuỗi thời trang nam cao cấp với hệ thống gần 30 cửa hàng trên toàn quốc đã chính thức có mặt tại Shopee Mall. Nhân sự kiện khai trương trên Shopee thì Torano đã tung ra chương trình mùa hè rực rỡ sale hết cỡ. Rất nhiều ưu đãi cực lớn và sale up to từ 50% từ ngày 24 cho đến ngày 26 tháng 5 tới đây. Giờ đây thì bạn đã có thể mua sắm cho mình những sản phẩm cao cấp của Torano ngay trên Shopee rồi. Vừa tiện lợi lại nhiều ưu đãi nữa. Ngay bây giờ thì hãy truy cập vào đường link mà bọn mình sẽ để sẵn ở phần mô tả. Bỏ các sản phẩm vào giỏ hàng và chờ đến 0 giờ ngày hôm nay để chúng ta cùng săn sale với Torano nhé. Mới đây thì phía nữ ca sĩ Hòa Minzy đã có những phản hồi liên quan đến những chia sẻ đang gây tranh cãi của streamer Virus cho MV Không Thể Cùng Nhau Xuất Kiếp. Được biết thì trong video reaction MV Không Thể Cùng Nhau Xuất Kiếp, Virus đã thẳng thắn nhận xét về giọng hát của Hòa Minzy yếu và không hợp với nhạc sĩ Mr. Siro, khiến cho vai trò của cô trong bài hát bị mờ nhạt. Còn về phần MV thì Virus khẳng định rằng sản phẩm quá thành công về mặt giá trị ý tưởng, câu chuyện lịch sử, nhưng mà chính vì điều đó thì khiến cho giá trị về phần audio bị đánh giá thấp đi. Nam streamer này cho rằng Hòa Minzy cần có những định hướng kỹ càng hơn trong tương lai, cũng như là cần tách biệt được sự thành công của MV và audio. Bởi theo anh thì nếu như tiếp tục trở lại với một sản phẩm có phần MV lấn át phần audio thì giá trị của ca sĩ là hoàn toàn không có. Liên hệ với phía Hòa Minzy thì đại diện của nữ ca sĩ đã từ chối nêu ý kiến về phần đánh giá reaction của Virus vì muốn tôn trọng cảm nhận cá nhân của mỗi người về dự án lần này. Tuy nhiên thì phía đại diện của nữ ca sĩ cũng cho biết phải chờ đánh giá của khán giả sau khi nghe riêng cả hai phần audio và video để cảm nhận. Ngay từ đầu thì dự án Không Thể Cùng Nhau Xuất Kiếp là sự kết hợp giữa câu chuyện, MV và audio mới có thể tạo ra được một bản hoàn chỉnh cho một sản phẩm âm nhạc như hiện tại mà khán giả đang thưởng thức. Không có sự tách biệt nào hết và thành quả là phải từ cả hai yếu tố tạo nên. Mỗi cái thì đều bổ trợ lẫn nhau và không thể phân chia rõ phần trăm nào tạo nên thành công là bao nhiêu, và tất cả thì đều bằng nhau. Nếu như thiếu cái này thì cái kia sẽ không được tạo nên. Và khi được hỏi thêm là nếu như một MV quá thành công về mặt hình ảnh, thương mại đã làm lu mờ phần âm nhạc thì giá trị của ca sĩ nằm ở đâu, và liệu rằng dự án MV Không Thể Cùng Nhau Xuất Kiếp có trở thành một tiêu chuẩn và một cái bóng quá lớn cho các dự án sau này, đại diện của nữ ca sĩ Hòa Minzy đã cho biết nếu sản phẩm âm nhạc quá tệ thì nó sẽ không thể làm nên thành công của hình ảnh được. Sự chênh lệch giữa hai phần này cũng không nhiều, chí ít thì sự thành công của MV cũng sẽ giúp cho nghệ sĩ có thêm một bước nhảy vọt so với lúc trước, và còn tùy vào người nghệ sĩ sau đó truyền tải âm nhạc như thế nào, theo nhiều hình thức khác nhau như thế nào, để người nghe có thêm phần khẳng định vị trí của mình trên con đường âm nhạc thành công mà mọi người đã thấy được từ dự án Không Thể Cùng Nhau Xuất Kiếp. Và chiều ngày hôm qua 22 tháng 5 thì anh trai của nữ thần tượng Guhara đã có những chia sẻ về những vấn đề liên quan đến việc thừa kế và tranh chấp tài sản của em gái và người mẹ ruột. Phía luật sư cho biết mẹ của Guhara đã gửi thư yêu cầu tài sản của con gái nên được chia thành 50-50. Bà sẽ được hưởng 50% khối tài sản triệu đô mà con gái nổi tiếng đã cật lực làm việc để có được, nhưng lại ra đi quá sớm vì áp lực từ chính công việc đó. Và kể từ khi biết được những động thái đòi phân chia tài sản của mẹ ruột thì anh Gu In-ho là anh trai của Guhara đã bước vào một cuộc chiến pháp lý để ngăn cản chính người mẹ của mình, người đã bỏ rơi hai anh em từ nhỏ, để ngăn cản những bố mẹ có thể lấy quyền tài sản thừa kế của con cái dù đã bỏ rơi chúng. Tuy nhiên thì mới đây luật Guhara đã không được Ủy ban Lập pháp và Tư pháp của Hàn Quốc thông qua. Điều này thì đồng nghĩa với việc là theo quy định của luật pháp hiện hành, mẹ ruột của Guhara vẫn được thừa hưởng tài sản của con gái dù bà không chăm sóc cô từ nhỏ. Bất lực trước sự việc này thì anh Guhain đã bật khóc trong buổi họp báo về vụ việc này. Guinho còn chia sẻ lại việc mẹ ruột đến tang lễ của Guhara và thản nhiên xin chụp hình cùng với người nổi tiếng đến viếng. Mặc dù là đã được các thành viên trong gia đình ngăn cản nhưng mà bà ấy vẫn cố gắng chụp hình với người nổi tiếng trong đám tang và hành động theo một cách không thể hiểu nổi. Tôi đã bị sốc khi mà thấy luật sư của bà ấy liên lạc và yêu cầu được hưởng một nửa tài sản của Hara. Trong khi đó thì bà ấy chưa từng liên lạc trực tiếp với chúng tôi dù chỉ một lần. Vào sáng ngày hôm nay 23 tháng 5 thì nhiều người dùng điện thoại Samsung tại Việt Nam đã phản ánh về việc điện thoại của họ đã hiển thị màn hình Android Recovery, mặc dù trước đó không hề có tác động hay thực hiện bất kỳ thao tác gì. Theo ghi nhận tại một hệ thống sửa chữa điện thoại lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh thì sáng ngày hôm nay, một lượng người sử dụng đã đến sửa chữa điện thoại Samsung. Và sáng ngày hôm nay, anh Nguyễn Tân, đại diện một chuỗi sửa chữa lớn đã cho biết khách đến sửa chữa chủ yếu vì lỗi màn hình recovery. Các sản phẩm gặp lỗi này thì hầu hết là mẫu máy dòng A và dòng Z, ra mắt vào năm 2018. Và theo anh Trương là một quản trị viên của một trang web chuyên về hệ điều hành cho smartphone thì anh nhận định rằng đây có thể là lỗi trong quá trình cập nhật của máy dẫn đến xung đột về phần mềm.
mềm. Và theo anh Trương thì điều này có thể liên quan đến ứng dụng lịch âm. Do năm nay tại Việt Nam chúng ta lịch âm có 2 tháng 4, rất có thể là hiện tượng này đã xảy ra một phần là do thói quen ít cập nhật phần mềm của người dùng Việt Nam, nên là một số những cập nhật nhỏ như trên có thể xảy ra sự cố không tương thích. Được biết thì Samsung Việt Nam đã ghi nhận sự cố này nhưng hiện tại thì vẫn chưa đưa ra được hướng dẫn xử lý. Mới đây thì tại Đồng Tháp, một khu vườn trà là dù chỉ mới mở cửa được ít ngày nhưng mà tuy nhiên thì đã tạo nên một cơn sốt không hề nhỏ trên các diễn đàn phượt thủ. Được biết vườn trà là đang gây xôn xao tọa lạc tại đường Hoa Sa Nhiên, Cai Giao ở phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Điếc. Theo như chia sẻ của chủ vườn thì vườn hiện tại có khoảng 100 gốc trà là trên 10 năm tuổi. Trà là thì đã cho trái được 3 năm rồi nhưng mà đây là năm mà trà là sai trái nhất nên là chủ vườn này đã quyết định mở cửa cho khách tham quan với mức thu vé là 20.000 đồng một người. Theo như ông Võ Minh Tuyến là quản lý vườn trà là này đã cho biết thì cây trà là thường được trồng bằng hạt tùy vào thổ nhưỡng ở mỗi nơi mà phải mất từ khoảng 5 năm trở lên thì cây mới có thể cho trái được. Và điểm đặc biệt ở cây trà là mỗi năm chỉ ra trái một đợt vào mùa hè và kéo dài trong khoảng 2 tháng. Sau khi chín thì trái sẽ rụng dần. Do đó nếu như muốn có được những bức hình đẹp thì phải đi đúng thời điểm cây đang ra trái. Ngoài việc tham quan chụp hình bên những chùm trà là vàng ươm thì khách tham quan còn được tự tay hái trái và thưởng thức hương vị của trà là đang chín mọng. Trái trà là khi chín thì sẽ chuyển từ màu vàng sang màu nâu và có vị ngọt thanh. Rất nhiều du khách thì đều tỏ ra rất ấn tượng khi mà lần đầu được thưởng thức hương vị của nó. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại những tin tức nổi bật có trong Gặp Nhau Cuối Ngày ngày hôm nay 23 tháng 5. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon và chúc các bạn sẽ có một cuối tuần thật vui vẻ nhé.